Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Ferragamo. Đã được ship.vn mua tại Choma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam nha các bạn và vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Các bạn có thể thấy phần băng keo giấy của chúng ta vẫn còn rất là nguyên vẹn. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm ngày hôm nay cũng như là cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về mẫu mắt kính này. Đây, bên trong chúng ta sẽ có hai chiếc bóc màu đỏ của Ferragamo. Rất là quen thuộc nha các bạn. Ở đây, chúng ta sẽ có mã ngay trên chiếc tem này luôn. Chúng ta sẽ có mã là SF744SLA. Chúng ta sẽ có mã màu 001 nè. Độ rộng kính là 59, 15, 35 nha các bạn. Mình sẽ để qua một bên. Mình sẽ xem mẫu còn lại. Đây, chúng ta sẽ có mã là SF958S nè. Với mã màu là 214 nha các bạn. Rồi, mình sẽ lấy một mẫu ra để có thể quay cho các bạn xem. Phía dưới thì chúng ta sẽ có hóa đơn của Choma nè. Cùng với đó là tích cơ quảng cáo rất là quen thuộc. Mình sẽ tạm thời mình để qua một bên nha. Lấy một mẫu ra quay trước cho các bạn. Mẫu còn lại mình sẽ quay trong video sau. Rồi, đây là thương hiệu Salvatore Ferragamo. Nói về thương hiệu này, đây là một trong những thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Ban đầu nhà sáng lập thương hiệu này vươn lên nhờ tài năng đóng những đôi giày cho người nổi tiếng. Và theo thời gian thì hãng thời trang Ý này đã chuyển sang nhiều mặt hàng sản xuất cao cấp khác như là nước hoa, quần áo, kính mát, túi xách và đồng hồ, vân vân. Đó là những nét cơ bản nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nha. Rồi, mình sẽ mở chiếc hộp này ra. Bên trong chính là chiếc hộp cứng để đựng mắt kính của chúng ta. Khá là chắc chắn nha các bạn và được thiết kế khá là dày luôn. Đây, các họa tiết nhám với các ô caro li ti rất là chắc chắn, tạo nên cái độ bám khi chúng ta cầm. Rồi, trên hộp thì chúng ta cũng có tên thương hiệu là Salvatore Ferragamo. Bây giờ mình sẽ mở chiếc hộp này ra nha. Bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta nè, với một cái tông màu. Tông màu này thì là tông màu rùa nha các bạn, màu là to thôi. Rồi, phía dưới chúng ta sẽ có một chiếc túi du lịch nè, một khăn lau nè, rất là quen thuộc luôn, với tông màu đen. Và trên khăn này chúng ta cũng có tên thương hiệu nha các bạn. Tuy nhiên là họ may màu đen nó hơi tiệp màu một tí cho nên các bạn khó thấy. Rồi, đến nhân vật chính của chúng ta vẫn còn được bảo vệ bởi một lớp túi ni lông nữa nha các bạn, rất là kỹ lưỡng. Bên trong cũng là đi kèm với một sách hướng dẫn sử dụng của thương hiệu luôn. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc túi ni lông này ra. Đây chính là chiếc cuốn sách rất là nhỏ nha các bạn, rất là mỏng luôn. Ở đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, rất là đẹp. Thương hiệu thì họ cũng bảo vệ hai chiếc càng kính này rất là đơn giản, là một túi ni lông rất là mỏng luôn, bọc một bên càng kính bên phải thôi. Bây giờ tạm thời mình sẽ lấy ra nha. Và đầu tiên mình sẽ chia sẻ về tên của mẫu này, sẽ là Salvatore Ferragamo Ray Cat Eye Sunglass. Một mẫu sản phẩm với thiết kế dạng cat eye, có nghĩa là dạng mắt mèo đó các bạn. Rất là nổi bật luôn, rất là thời trang. Mã của sản phẩm sẽ là SF958S nè, 21455. Thì SF958S chính là số series của sưu tập nha các bạn. Và mã màu ở đây là 214 nè, màu thỏ thoi, cái này là màu rùa hay là gọi là màu đồi mồi. Và sau cùng chính số 55 chính là độ rộng kính 55mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn đều có link hướng dẫn cho các bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên, trong thực tế, các bạn chọn size kính cần phải chú ý thêm về hình dạng khuôn mặt của mình cũng như là chi tiết hai bên thái dương, rất là quan trọng nha các bạn. Để các bạn vừa chọn được một mẫu kính hợp gu thời trang với mình, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo thoải mái nhất, giúp các bạn tự tin hơn rất là nhiều. Màu trong kính này sẽ là màu nâu nha các bạn. Đây, mình sẽ để nghiêng. Đó, tông màu nâu rất là đẹp.
Và tất nhiên trong kính này sẽ là 100% chống tia UV hay gọi là tia tử ngoại các bạn. Về cầu kính thì chúng ta sẽ có một chiếc cầu kính 19mm nè. Chiều rộng thông thường của cầu kính là sẽ từ 12 đến 26mm. Thông số đo của cầu kính chính là khoảng cách giữa các mặt kính. Đây, từ đây nha các bạn, tính từ điểm kính này cho tới qua bên đây. Đó, chính là chiếc cầu kính của chúng ta, 19mm. Càng kính thì chúng ta sẽ có chiếc càng kính 135mm. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có số đo kích thước được in ở bên trong càng kính bên trái như thế này đây. Chúng ta sẽ có series bộ sưu tập nè, SF958S nè, mã màu 214 và dãy ba số 55, 19, 135. Chính là độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính nha các bạn. Rồi, ở càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu nè, Salvatore Ferragamo và dòng chữ Made in Italy. Rất là đẹp luôn, rất là sắc nét. Rồi, về dạng khung, chúng ta sẽ có một dạng khung dạng cat eye với là dạng mắt mèo các bạn. Màu khung là màu soi soi, là màu đồi môi hay gọi là màu mai rùa. Chất lượng khung sẽ là nhựa lắp tích. Ưu điểm của loại này là đa dạng về kiểu dáng nè, màu sắc, đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi nè. Thường được đệm ở bên trong là một cái lớp kim loại để tăng cái độ bền nha các bạn. Đó, dễ dàng uốn cong để phù hợp với khuôn mặt của các bạn nè, cho cái cảm giác đeo thoải mái vì có trọng lượng rất là nhẹ. Và đặc biệt là nó an toàn, không gây kích ứng da nha các bạn. Ưu điểm của loại nhựa này rất là tốt luôn, rất là nhẹ. Rồi, nhắc đến kính mắt mèo thì nhiều người lo lắng là thiết kế của kính khá là cá tính, sẽ kén người đeo. Nhưng không, với những cái thay đổi trong thiết kế những năm gần đây thì kính mắt mèo hoàn toàn phù hợp với nhiều kiểu mặt khác nhau. Rồi mình sẽ lấy một vài ví dụ nha. Kính mắt mèo sẽ là lựa chọn tốt nhất cho những ai có khuôn mặt tròn trịa và đầy đặn nè. Đó là điều thứ nhất. Và nếu bạn sở hữu gương mặt vuông hoặc là mặt hình chữ nhật thì những chiếc kính kiểu mặt khá góc cạnh á, cho nên là ưu tiên chọn mắt kính mắt mèo sẽ nên chọn những kiểu mà có bảng to hơn nè, kính có nhiều đường cong tròn nè. Kiểu dáng kính này sẽ giúp cho gương mặt trở nên hài hòa, thanh thoát và mềm mại hơn. Mặt trái xoan thì được xem là gương mặt chuẩn của cái đẹp bởi tỷ lệ chiều dài nè, rộng nè, trên gương mặt cân đối và hài hòa. Người sở hữu gương mặt trái xoan thì có cằm tròn, trán rộng nè, độ dài khuôn mặt nhiều hơn so với mặt tròn, khá là dễ đeo kính mắt mèo luôn. Đó, rất là phù hợp rất là nhiều khuôn mặt nha các bạn. Và sau cùng đó là mặt trái tim, là gương mặt rộng phần trán, phần xương gò má và chiều rộng này kéo dần và thu hẹp về phía cằm của bạn. Đồng thời trán rộng hơn má một chút, chiều dài mặt lớn hơn chiều ngang. Đó là kính mắt mèo sẽ có chiều rộng mắt lớn hơn phần trán, sẽ giúp cho cân đối lại cái gương mặt trái tim. Đặc biệt là hãy chọn màu sáng hoặc là đậm nét với các họa tiết đồi môi cổ điển như trên mẫu này và thêm chút điểm nhấn ở đuôi mắt kính để tạo nên cái nét thời trang. Đó, các bạn có thể thấy là cái thiết kế kính mắt mèo này hiện đang phù hợp rất là nhiều khuôn mặt luôn như mình vừa nêu trên. Rồi, qua cái góc quay các bạn có thể thấy là cái sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu là cấn móp hay là trầy xước phía trên sản phẩm cũng như là hai bên ống kính nè, rất là đẹp. Có chăng là chúng ta sẽ bị bám một ít bụi vải nha các bạn, điều này thì chúng ta vệ sinh rất là dễ thôi. Rồi, bên hông của càng kính là chúng ta sẽ có tên thương hiệu nè, được khắc rất là nổi bật Ferragamo với cái phông chữ rất là quen thuộc luôn, đặc trưng của hãng luôn. Và chúng ta chỉ có một bên bên ngoài của càng kính bên trái nha các bạn. Đây. Rồi, đó là một số góc quay thực tế về mẫu sản phẩm kính mắt ngày hôm nay cũng như là những chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến dòng kính mắt đến từ thương hiệu Ferragamo. Hiện tại tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mắt kính với nhiều kiểu dáng nè, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, sẽ luôn có nhân viên có kinh nghiệm, có chuyên môn để hỗ trợ tư vấn các bạn tận tình. Và sau cùng, cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.